Rồi, lời nói đầu tiên thì cho Tùng xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa. Luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ. Thì hôm nay Tùng tiếp tục là đi y như cũ, là đi thăm cái luồng 7 vắng. Thì cái luồng 7 này thì Tùng có 20 cái cả nhà. Bây giờ thì Tùng mời cả nhà đi theo Tùng trải nghiệm thăm cái luồng 7 vắng nha. Có vắng có gì thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà cùng xem. Thì Tùng sẽ đi thăm cái luồng bãi vắng ở dưới F2 nè. Rồi, bây giờ mời cả nhà sẽ đi với Tùng nha. Tới cái bãi đầu tiên thì Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Cái bãi đầu tiên Tùng gài ở đây nè cả nhà. Hy vọng là có nè. Có hay không đây? Trời, con chuột tập bá lửa. Còn luôn con chuột nhỏ luôn. Rồi để Tùng xử lý ra nha. Quá trời đường đông đúc cả nhà, nên không dám mà. Đấy nha. Chuột chết thì gì ta. Hơi nặng. Đấy khá nặng nha. Ồ dính đồ. Một con hành nữa nha. Rồi, để đặt lại đây. Thấy con chuột hồ quá cả nhà. Khá im nha. Cái bãi này chỗ này có dính không? Lúa đẩy hay chuột đẩy hả? Ờ, con chuột thích queo cả nhà. Chết kìa. Khá là ngon và chơi hình giống có hay không rồi nhớ queo luôn chuột còn cho lúa luôn đây đây hình bự đây. Lúc trước Tùng đặt có dính được con hành chết này cạt đầu hay gì được rồi lại coi cái có không gì không du à. Rồi con chuột nó đi luôn rồi. Trời ơi con rắn nó bự nó tung ra cả nhà. Con giỡn. Phá hôm của Tùng nó đi nè. Khủng hoảng không? Rồi để Tùng kiếm cái lồng khác Tùng đặt lại nha. Lát nữa Tùng sẽ kiếm cái lồng lại đây đặt lại nha. Rồi, con này chà bá luôn. Con này với con trong đây. Đó. Nhà thấy không? Được hai con rồi nha. Khá là ok. Quá im luôn. Con này chắc tầm nửa ký cả nha. Rồi, lát về Tùng bắt cho cả nhà xem nha. Rồi. Tùng ở đây còn con cái nữa cả nhà. Cái gài cái bờ dưới cái đám chàm này. Thì dòng có không ta? Nó lầu bẫy ra luôn trời. Cái này là khá im. Ồ, có gì không dướng cây hay gì? Gì sột sột. Trời còn chuột luôn. Ui con vắng. Trời còn chuột còn vắng cái nha. À, để cho hoài Tùng sẽ bắt và đặt lại nha. Trời con này cũng trọng mà nó vừa vô chưa xử đựng chuột luôn cả nhà. Quá im nha. Rồi, ra ngoài nó cũng sẽ bắt nó ra. Con này cũng tầm 2 lạng mấy 3 lạng cả nhà.
Ký 2 tính 5 ký. Là nhiêu ký? 350 bớt thành 200 gram á. Này cái này là anh bán vừa cho thiệt á. Chứ giờ anh bán con thì sao cũng vậy à. Thôi dụng lấy 300 mẹ đi. 300 lỗ cha đủ mà ký 2 lận lẽ là nó 400 mấy đừng nó lấy 350 rồi. Trời ơi cái này anh bạn da không đủ ăn nữa chứ không hết gì. Anh thấy nó vậy chứ nó ngon buồn con ăn nó thiếu quá. Có tôi với một người khách. Trời ơi anh mặn da lên xào lên là vừa đủ ăn. Ký này nó ba ba. Vậy mình ăn cũng đắt được chưa? Có này ăn ký 2 cũng không hết đâu. Còn 2 bớt ăn ký. Có 2 cặp gọn nhất. Hai con này bây giờ là cái giá nó cao á, nếu bắt ra thì cái giá nó cao nó bự phải không? Bây giờ anh bán xa cả anh có 350 ngàn à, vô đây thì anh nhậu khổ máy luôn. Đây là bán chắc mà dễ nhất á. 350 giờ ra ngoài mua nó mồi cũng cỡ đó. Wow. Lâu lâu lấy lại ăn đi, giờ nào có rắn bự bự rồi lấy con, chứ giờ bán anh này còn hai con nó cũng lâu làm được. Nhắc xe nha. Chai kìa, nhục đi.